từ năm 1992 đến nay, ngày 10 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là tỷ lệ người cần chăm sóc sức khỏe tâm thần đang ngày một tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa. Trong khi đó, tình trạng phân biệt đối xử với người bệnh tâm thần là một rào cản đối với việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, thành phố Biên Hòa là bệnh viện chuyên sâu lĩnh vực tâm thần, phụ trách khu vực phía Nam từ Quảng Nam, Đà Nẵng vào. Tại đây tiếp nhận nhiều mặt bệnh rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt, động kinh, chậm phát triển tâm thần, mất trí tuổi già, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên, vân vân. Theo các bác sĩ, thực tế, bệnh nhân tâm thần vẫn còn bị phân biệt đối xử, kỳ thị trong cộng đồng và nhiều người có vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng không được chăm sóc. Chủ đề năm nay của Tổ chức Y tế Thế giới về ngày tâm thần học là Our Mind, Mind trí não đó, rồi Our Right, Right có quyền là tâm thần của tôi, tinh thần của tôi và quyền của tôi. Quyền đây là gì? Quyền không phân biệt đối xử, quyền được điều trị và quyền gì? Nhiều cái lợi ích khác. Dân gian mình ở ngoài cứ nghĩ tâm thần là điên, là nặng, là bệnh tâm thần phân liệt. Không phải đâu. Theo các thống kê tại Việt Nam, 14,9% dân số khoảng 15 triệu người bị mắc các rối loạn về tâm thần. Trong đó tỷ lệ bị trầm cảm, lo âu chiếm tới 5,4% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác. Vấn đề sức khỏe tâm thần cần quan tâm nhất hiện tại là các rối loạn tâm thần liên quan tới chất gây nghiện và rối loạn lo âu trầm cảm. Vấn đề lo trầm cảm thì bây giờ là tỷ lệ nó rất cao, tức là khoảng lo trầm cảm bây giờ khoảng là 10%, khoảng 10% dân số ta bị lo trầm cảm. Và đặc biệt tỷ lệ này cái giai đoạn mà sau dịch Covid nó còn tăng hơn nữa. Và vấn đề thứ hai cũng lưu ý là vấn đề lo trầm cảm bây giờ có vấn đề về trẻ hóa, tức là tỷ lệ những người tuổi trẻ thì bây giờ càng ngày càng cao. Theo lý giải của các bác sĩ, nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, cha mẹ ít quan tâm, chia sẻ với con cái, ông bà là một trong những lý do dễ dẫn đến rối loạn lo âu trầm cảm ở trẻ em và người già. Vấn đề mà tiếp xúc hàng ngày của cha mẹ, đồng hành cùng các con trong mọi cái vấn đề học tập thì nó được ít hơn. Chính vì đấy cũng là một cái nguyên nhân có thể nói là nó gây lên cái vấn đề mà trẻ em nó dễ có dẫn đến rối loạn lo âu trầm cảm. Rồi là cộng thêm là chúng cũng chính từ đấy mà trẻ em nó cũng hoặc là vị thành niên cũng rất dễ là sa vào những cái vấn đề về nghiện ngập rồi các cái chất và nghiện ngập các chất thì đấy cũng là nguyên nhân nữa. Rồi nghiện game thì đấy cũng là nguyên nhân nó gây cho đẩy cao cái tỷ lệ cũng như là trẻ hóa cái vấn đề về lo âu trầm cảm. Cả nước hiện có khoảng 1.000 bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhưng tập trung chủ yếu ở trung ương và các thành phố lớn. Hiện chỉ có khoảng 29% số người bị rối loạn tâm thần và hơn 30% số người bị trầm cảm được chăm sóc y tế. Đây cũng là thách thức lớn đòi hỏi toàn cộng đồng cần quan tâm hơn nữa về vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần.